cho mày chừa cái tội ngu. Mày bán thuốc lộ liễu như vậy, đốt ba tao. Em xin lỗi, em sơ suất. Anh bỏ qua cho em nha. Mày nè, mày mà không phải là người của Tám Phỉ, tao cho mày đi xa. Vào đi. Biết. Làm gì mà khủng hoảng dữ vậy Út? Út gì? À, căng thẳng dữ vậy Nhu. Gọi đi. Tiền của bà đó, gặp đi. Tính chừng nào trả? 3 tháng tôi trả. Không, mỗi tháng trả 5 triệu, bắt đầu từ tháng sau. Nếu tôi có tin bán thì sao? Còn phụ thuộc vào tin đó như thế nào. Được rồi, vậy có cái này bán liền nè. Nói. Chuyện của con Oanh á, hổm rày Nhung nghe thế nào rồi? Nói với ông Sáu ở riết qua chúng ta. Công việc đề đề giao cho tôi. Vậy thì sướng quá rồi. Giờ hốt được gì thì hốt đi, chứ đợi ông Tư Đôn mà lấy con Yến. Bà im miệng đi. Bà không nói, ai nói bà câm. Bán gì bán đại đi, coi tôi có cần mua không. Giờ 10 chai ok thì tôi bán. Nói đi. Đứa nhỏ trong bụng con Oanh á vẫn còn. Chắc không? 10 triệu đương nhiên là chắc rồi. Bây giờ á, trời có sập ông Sáu cũng không để con Oanh một mình đâu. Phải bảo vệ con trai ổng 24/24 chứ. Coi bộ căng à. Ủa, mà chuyện này Nhu cũng không biết nữa hả? Vậy thì chứng tỏ là ổng không còn tin tưởng Nhu nữa rồi. Coi bộ căng thiệt à. Bà biết gì mà nói? Thì tôi nói phong long vậy đó. Tin của tôi á toàn là tin để bán không à. Cũng còn có thứ khác để bán. À, mà thôi để khi khác. Bye. Xin lỗi cậu, tôi tới trễ. Chị uống gì gọi đi. Thôi được rồi, cảm ơn cậu. À mà tôi nghĩ không ra là hôm nay Đôn hẹn tôi ra đây có chuyện gì. Chị mà nghĩ không ra mới lạ đó. Vậy thì Đôn muốn gì? Đã nhờ chị chuyện này lâu rồi, nhưng mà bây giờ mới có dịp gặp. À, chuyện Nhu lì chứ gì. Đâu chị còn nhanh hơn máy tính nữa ha. Tôi nhớ là tôi có kể chuyện đó cho cậu nghe rồi mà. Nhưng mà tôi muốn nghe lại một lần nữa. Bây giờ bắt đầu kể từ đâu ta? Thì kể từ lúc chị biết Nhu lì đi. Tôi biết anh em nó từ hồi còn nhỏ xíu lận. Hồi đó dưới quê ai cũng gọi tụi nó là Út Lớn và Út Nhí hết. Út mà cũng có Út Lớn với Út Nhí nữa. Hai anh em nó sinh đôi. Thằng Nhu lì á, nó là Út Lớn. Chưa bao giờ nghe nói thằng em sinh đôi của nó. Thằng Út Nhí chết lâu rồi. Nó chết trong hầm đá. Nhắc tới vụ này tôi còn thấy sợ. Tội nghiệp. Lúc đó chết nó mới có 15 tuổi chứ mấy. Lúc đó Nhu này nó làm gì? Hai anh em, một thằng thì thích đi học, còn một thằng thì thích kiếm tiền. Nhu lì lúc đó nó đang học ở trên tỉnh. Sau khi một Nhí chết, thằng Nhu lì nó không có về nhà nữa. Tại sao Nhí chết? Nó bị đánh chết. Tới giờ cũng không ai biết là tại sao. Ai thì giết nó một cách ác độc như vậy. Nó chỉ là một đứa đi bán trà đá thôi. Không ai nghi ngờ hay thắc mắc gì hết à? Ngày nào trên bãi đá hồi đó cũng có người chết hết đó, chả có ai quan tâm hết. Chị có thể kể chi tiết hơn được không? Anh em nó mồ côi, sống với ngoại và dì. Dì bé nó đẹp lắm, nên được hai Sơn,
là một bưởng có máu mặt theo đuổi. Cũng nhờ Hai Sơn á, nên Út Nhí mới được đi từ hầm này qua hầm khác để bán trà đá và thuốc lá một cách thoải mái. Bộ thằng Nhu Lì nó không làm chuyện này à? Không, thằng Nhu thì nó chỉ có đi học thôi. Nhìn hai anh em nó khác xa lắm. Nhu Lì á, từ nhỏ đã ra vẻ công tử ăn trắng mặt trơn rồi, trong khi thằng em á, thì lấm lem đất đá, mặt mày đen nhẻm à. Tại sao lại bất công như vậy? Thì tại vì thằng Út Nhí nó không chịu đi học thôi. Nó mê kiếm tiền, mà nó xin kiếm tiền lắm. Khu đã đỏ lúc đó ai cũng từng thiếu nợ nó hết. Chỉ là lẻ tẻ vài đi trà và điếu thuốc thôi, nhưng mà cũng khẩm nha. Vậy là nó có tiền đúng không? Ừ, nó có tiền. Nhưng mà hồi đó chết á, vì bé nó không có tìm thấy đồng bạc nào trong người nó hết. Có thể là nó giấu tiền ở một chỗ nào đó không ai biết, hoặc có thể là nó bị cướp và bị giết. Vậy lúc thằng Út Nhí bị giết, thằng Nhu Lì nó ở đâu? Thì nó vẫn đang học trên tỉnh, nhưng mà ai biết được. Là sao? Không sao hết. Nè, chị cứ nói chuyện lấp lửng như vậy tôi nghe khó chịu lắm. Tôi nói cái tôi biết thôi, chứ tôi đâu có lấp lửng gì đâu. Chắc chắn thế nào cũng có lời ra tiếng vào về cái chết của thằng Út Nhí. Có chứ, người ta đồn thổi nhiều lắm, nhất là cái đám phu đá đỏ đó đó. Họ nói thằng Út Nhí tìm được viên đá cực hiếm, nó bị giết vì viên đá đó. Vậy bây giờ viên đá đó ở đâu? Đâu có ai biết. À, người ta còn đồn á là ông Hay Sơn á cũng có viên đá đực cực hiếm, nhưng mà tôi cũng không biết là có phải là viên đá đó là của Út Nhí hay không. Chị kể tiếp đi. Sau đó Hai Sơn vào tù và ra khám liên miên. Tôi cũng bỏ xứ đi kiếm sống, nên tôi cũng không biết thêm về chuyện đá đực hay đá cái gì đó nữa. Thằng Út lớn có thái độ ra sao khi mà thằng Út Nhí bị giết? Nó về nhà khi đó thì đã chôn Út Nhí rồi. Nó khóc lóc rồi thề thốt trả thù cho em nó. Rồi từ đó nó đi biên biệt không về quê nữa. Sau này á, tôi mới gặp lại nó trong bộ dạng của mấy ông trùm trong quán bar và nhà hàng. Thằng Nhu Lì nó gặp chị, nó có biểu hiện gì không? Chẳng hạn như là nó mừng khi gặp đồng hương. Nó lờ tôi khi bị gọi là Út lớn. Nó bơ tôi như không biết tôi là ai vậy đó, mẹ bà nó. Hồi ở quê á, mỗi lần mà hết gạo, nó xách thùng qua nhà tôi xin gạo chứ đâu. Vậy thì tại sao nó lại chịu nhận đồng hương với chị? Thì khi thấy tôi thân với Tâm Phỉ, nó mới nói chuyện rồi nhắc lại chuyện ở dưới quê. Có điều không bao giờ nó nhắc tới Út Nhí hết đó. Thậm chí nó còn chửi tôi khi mà tôi lỡ miệng gọi nó là Út lớn. Chị có nghĩ tại sao không? Chắc nó bị ám ảnh thôi. Dù gì cũng là anh em sinh đôi, một thằng chết không bình thường thì một thằng phải sợ thôi. Có phải là như vậy không? Hay là còn lý do khác nữa? Dạo này ai cũng thấy Nhu Lì đang cặp kè với Yến Thư Thơ trơn. Cậu Tư tìm hiểu đối thủ hơi trễ đó nha. Chị còn biết gì nữa? Thôi, bữa nay nói nhiêu thôi. Tôi bận rồi. Nghĩa là vẫn còn và chưa hết. Thì phải để dành làm vốn chứ. Của chị đây. Phải vậy chứ. Cũng khá đó. Cảm ơn chú. Hôm qua em mới đưa cho anh Hai vào 30 triệu như anh đã dặn. Nhưng mà nói thiệt, em thấy nó làm sao sao đâu. Chú thấy làm sao nói anh nghe coi. Con bé sống chung với thứ anh họ như Hai vào chắc là khổ triền miên. Con Quý cũng có nói gì thằng Hai vào,
Nó là thằng vô tích sự, suốt ngày cứ rượu chè với bài bạc. Thấy nó đứng trước cổng nhà là tôi biết nó muốn gì rồi. Nó được lần này, chắc chắn lần sau sẽ lấn tới nữa cho coi. Tôi biết hết. Lần đầu thì cứ cho nó, nhưng mà sẽ không có lần thứ hai. Rồi anh coi, nó sẽ tìm mọi cách moi tiền con bé. Tôi có nói với con Quý rồi, nếu lần sau mà Hai Giàu với Ba Sang cần gặp hoặc là muốn cái gì thì cứ kêu nó gặp tôi. Phải chi cái tụi thằng Hai Giàu đàng hoàng thì mình có thể giúp cho nó một công việc. Đằng này loại nào thì mình xào theo loại đó, biết đâu sau này mình vẫn xài được nó. Tôi cũng mong như vậy chứ. Thực sự khi nghĩ tới gia đình của Hai Lợi, tôi cũng cảm thấy nó sao sao, rất bất thường trong cái cách họ đối xử với con Quý. Ngay cả con bé Quý cũng vậy, luôn né tránh mỗi khi tôi hỏi về gia đình của Hai Lợi. Con bé nó có hay kể cho anh nghe về chuyện chị Ba không? Hầu như là không. Khi hỏi thì trả lời đối phó hoặc là né tránh. Ngay cả sở thích của mẹ nó là cái gì vậy mà nó còn không biết. Em nhớ chị Ba sống rất là đơn giản, tới cái sở thích cũng vậy. Thứ bông đơn sơ như bông cúc sushi mọc bên quán mà chị cũng thích nữa. Sushi, bông cúc sushi. Rồi à, con làm được gì rồi? Con giỏi chạy vòng vòng ở vườn. Ở nhà ba má con sai vặt, con chạy là số 1 luôn. Vậy mà dường tưởng đâu con phụ với thằng Sang chăm sóc mấy con gà chứ. Đâu có, cái đó con sushi đó. Ủa, sushi nào con? Dạ dạ ba. Từ bữa mà con qua đây đó, con qua đây ở cái ở nhà không có người phụ, cái ba Sang phải đi mướn một con nhỏ tên là Sushi, nó ở gần đó luôn, qua để chăm gà đó ba. Vậy có gì cũng vậy. À không, tự dưng chú nhắc tới bông cúc sushi làm cho tôi nhớ tới ba Đào thôi. Nếu không có gì nữa em đi lên trên đó nha. Tới trển gọi điện báo tôi biết liền nha. Em biết rồi. Má sao vậy? Má đang nghĩ chuyện đời đó mà. Chuyện con má không nghĩ, má nghĩ chi chuyện đời? Thì chuyện con cũng là chuyện đời mà. Má xử con sushi sao rồi? Kiếm cho nó một thằng chồng. Nó lấy thằng nào? Chuyện đó anh má lo. Nhưng mà con không muốn vậy. Nó phải ê chề nhục nhã chứ không được lấy chồng. Nó mà lấy chồng thì ngang cơ với con hả? Không đời nào. Con nói vậy là làm sao? Bán nó qua biên giới là yên chuyện. Chồng con cái gì? Không được. Má muốn là được hả? Như vậy ác dữ lắm. Chà, má sợ ác thì thôi vậy. Còn cóc cần. Tôi nghe đi cô. Công việc tới đâu rồi? Chưa tới đâu hết. Nè, đừng có lớn lối nha. Làm tới đi. Tôi biết rồi. Nhưng mà cô phải cho tôi thêm ít tiền nữa đó nghe. Không có thêm một đồng nào hết, cho đến khi công việc tiến triển.
Bữa nay chú Sáu có ghé nhà hàng không? Dạ có, xong việc rồi chú về Vũng Tàu luôn. Gọi điện thoại thì không bốc máy, nhắn tin thì không trả lời. Ông muốn chết chùm với con quỷ đó chắc. Chú không để con quanh một mình đâu. Nó là yêu tinh quỷ quái, chứ có phải là ranh con đâu. Khổ là chú Sáu lại không nghĩ vậy. Riết công việc cũng bỏ thí gì gái. Công việc vẫn ổn mà cô. Không có con trông coi chắc là mệt đó. Dạ chú Sáu dặn sao con làm vậy thôi cô. Vô đi. Tao mà không réo banh cái điện thoại mày á, chắc bây giờ mày chưa qua tới nhà tao đâu hả? Thì tao cũng phải xong việc mới qua được chứ. Làm chi làm cho lắm. Rồi cũng vậy à, xả láng đi. Mày réo tao có chuyện gì không? Có. Susie, anh muốn nói chuyện với em. Anh đừng làm khó em nữa. 5 phút thôi. Em nghe nè, anh muốn nói gì? Anh sắp đi xa rồi, anh muốn được nhìn em. Cô đừng tới tận nhà nói chuyện với anh xem. Mục đích của cô là cái gì chắc anh hiểu rồi. Em mong là anh đừng làm khó em với gia đình em nữa. Cô đừng nói chuyện riêng với ba Sang hả? Em không biết hai người đó nói cái gì, nhưng mà chủ yếu là em nhận số tiền rồi đi đâu đó thật xa. Em muốn được yên. Anh luôn muốn em sống vui vẻ và hạnh phúc. Chịu khó chờ anh thêm một thời gian nữa nha. Sao lại phải chờ anh? Vì anh thương em. Anh muốn có em ở bên cạnh anh. Anh đừng có thương em. Sao vậy? Em không muốn chị Yến khổ. Yến không khổ gì ai hết. Em lúc nào cũng nghĩ tới người khác, còn bản thân em thì sao? Em quen rồi, em có sao đâu. Nhưng mà anh không chịu được. Anh không thể để em khổ. Anh đi về đi. Đây là nhà của bạn em. Em phải tin anh. Và phải nghĩ tới bản thân em nhiều hơn. Em biết rồi. Đủ 5 phút bằng nhà rồi. Giật bắt ly thân với bộ hộ mệnh của anh đó. Xen chọn như anh mà dùng túi rút bị mắc cười quá. Tôi của em đâu? Em không biết là nó rất mất tiền. Em thích là được rồi. Em quý nữa. Thôi anh về. Mà nè, em phải nghe điện thoại của anh đó. Lâm ly như phim Hàn vậy đó. Mày thấy hết rồi hả? Tao đâu có thấy gì đâu. Nãy giờ tao coi mà. Tao coi giống như là coi phim
tình cảm tâm lý xã hội gì á. Con quỷ đang rộng chết mà còn chọc ghẹo nữa. Tao thấy ông Đôn này được mà. Thì được, cho nên tao mới không có giới tới. Mai mốt mày đừng có gạt tao như chuyện hồi nãy nữa nha. Chỉ khổ thêm thôi à. Thôi cho xin lỗi đi. Tại thế ông Tư Đôn á, ông cũng tội nghiệp mà. Mày làm ơn mày thương tao nè. Mày đừng có giúp gì cho ông Tư Đôn nữa nghe chưa. Nhớ đó. Lần này nữa thôi, không có lần sau đâu. Thôi tao xin lỗi nha. Tao về. Ở đâu ra vậy? Em móc được đó anh Năm. Móc ở đâu hay gì? Nhiều. Dạ 200 chai đi. Cái gì mày? Mày làm tao như cái máy ăn tiền vậy mày? Thì anh cho giá đi. 20 chai. Bèo quá anh Năm à. Thì mày đi tìm chỗ khác mày chào. 100 chai đi anh. 50 chai. Em lấy tiền mặt nha. Ok. Lần sau anh Năm đi lấy hàng không nên đi một mình như vậy, rất nguy hiểm. Bây giờ tụi nó manh động lắm. Mày yên tâm, cái đầu anh mày sẵn không. Tao chỉ bực một điều là đá đợt này không có vừa ý. Thằng Tiến Diệu nó đánh lẻ, hàng loại A gần hết rồi. Em gom được bao nhiêu là giao cho anh Năm đó. Anh Bảy muốn mày lấy lại đồ của mày. Ý mày sao? Dĩ nhiên là muốn rồi anh Năm. Mày phải tìm cách cô lập thằng Tiến Diệu. Sau đó mình loại bỏ luôn thằng Khánh Trọng. Thằng Tiến Diệu nó không được lòng phú đá. Nó tham lam, lại ác độc y như thằng Hải Sơn hồi trước kia. Mày phải tìm cách tạo ra mâu thuẫn giữa hai thằng đó, rồi sau đó mình loại bỏ từng đứa. Em hiểu rồi. Mày phải tìm ra điểm yếu của từng thằng thì mới dễ xử. Cái gì cũng cần có thời cơ nào mà. Đúng, nhưng mà cơ hội là do chính mình tạo ra chứ ai. Ủa, mà tụi em đào ở đồi nào vậy? Dạ, em đào ở đồi có mây á. À, cô đó đang trúng đậm mà. Tụi em hưởng sái thôi anh ơi. Khánh Trọc với Tí Dẹo siết dữ lắm. Em hên lắm em mới giấu được cái mớ này á anh. Không như hồi trước, tính đâu coi vậy mà dễ thở hơn á. Ừ. Tới kìa. Nè, đếm lại đi. Ừ. Đếm đi. Thôi được rồi anh ơi. Cảm ơn hai anh. Em đi đây. Vào đi. Hai ông mới vô bánh ha. Bánh gì? Mánh gì mấy chục triệu à? Hờ, bây giờ bỏ ra mấy chục triệu rồi vô thành chục tỷ như chơi vậy. Cậu Tư đúng hẹn ghê á. Đúng hẹn mới không mất thời gian của hai anh. Tôi muốn coi hàng. Không mấy mình lai rai gì đi. Đâu cần gấp gì chứ vậy. Hai ông tính giết cậu Tư đây hả? Tầm bậy. Để cho cậu Tư tỉnh táo, để còn xem hàng nữa. Tôi không uống khi đang làm gì. Xin mời anh. Vậy thì mình uống cà phê ha. Cậu Xuân Phi đâu?
Dượng ba. Ủa, chào chị hai. Dượng qua chơi hay có chuyện gì không? Dạ, em qua thăm chị với hai cháu. Ủa, ai vậy chị? Có phải đó là Sung Si không chị? Sao Dương ba biết? Con quý đó là phải tìm thuê một con bé khác để làm việc nhà thay nó. Ờ, mời Dương vô nhà chơi. Dạ cảm ơn chị. Chị cứ để em tự nhiên. Tới thăm nhà mấy lần rồi mà chưa có dịp đi vòng vòng tham quan nhà. Ờ, chuồng gà, chuồng bò có sạch sẽ gì đâu Dượng. Mời Dượng vô nhà. Dạ. Ủa anh hai có nhà không chị? Ôi, ổng đi suốt rồi Dượng ơi. À, có thằng Sang ở nhà, để tôi kêu nó. Dạ. À, em có chút trái cây gửi anh chị lấy thảo. Cảm ơn Dượng. Dạ. À, Dượng ngồi chơi. Dạ cảm ơn chị. Ai vậy? Ông nào em không biết. Thấy đang nói chuyện với mợ hai mà có vẻ sang trọng lắm. Nè, ở đây con chừng gà cho tao. Không có chuyện gì, đừng có léo hánh lên trên. Dạ. Mời Dượng dùng nước. Dạ con chào Dượng. Chào con. Dạ khỏe hả? Dạ. Con cũng bình thường. Ủa, Quý không đi với Dượng hả? Em con nó bận đi học lái xe rồi. Wow, Dượng mua xe cho nó luôn. Thì Dượng cũng muốn bù đắp cho em nó chút đỉnh vậy mà. Vậy thì nó sướng quá rồi còn gì. Thật ra thì Dượng cũng muốn em nó theo nghề, nhưng mà coi bộ nó không thích. Con coi có cách nào giúp em nó không? Dượng, con nhỏ nó còn ham chơi quá à. Dạ, để từ từ con khuyên nó. Nào giờ nó chúi đầu vô cái chuồng bò. Giờ Dượng bắt nó làm ăn, nó hơi sợ. Kêu nó đi học thêm á thì nó cũng không chịu. Suốt ngày cứ cặp kè với thằng cưng. Thật lòng là Dượng thấy không an tâm chút nào hết. Không giấu gì với Dượng, nhà con cũng không ưa thằng cưng lắm. Mà tại con Quý nó thích quá, khuyên nó hoài mà nó không có chịu bỏ. Thanh niên mà không có nghề nổng gì, trước sau thì cũng hư thôi chị. Dượng, hay Dượng kiếm công chuyện gì cho nó làm đi. Cái gì? Má nói kiếm việc cho thằng cưng đó hả? Ừ, thì Dượng ba giúp được thằng cưng tốt cho con Quý. Thằng đó thì chỉ biết có lái xe chứ có biết làm gì đâu. Ủa, nó biết lái xe hả? Nếu vậy thì thôi được rồi. Để từ từ em sẽ tìm cách giúp nó. Dạ. Vậy là thằng này nó gặp quý nhân rồi. Có gì đâu con. Thôi để tôi gọt trái cây mời Dượng ba nghe. Dạ thôi chị đừng có khách sáo quá, để em tự nhiên mà. Đâu có gì đâu, vậy đâu có được, để tôi mời Dượng ba. Dạ cảm ơn chị. Dượng nghe con Quý nói là con có cơ ngơi hoành tráng lắm hả? Có cơ ngơi gì đâu Dượng. Vốn thì con cũng không có nhiều, chỉ có nuôi vài con chiến kê thôi. Nuôi gà đá mà cũng cần vốn lớn hay sao? Dạ, cần chứ. Nhiều ít gì cũng phải có vốn hết á. Rồi mình còn phải đi sưu tầm thần kê bách chiến bách thắng nữa đó Dượng. Có vài con, vài chục cây vàng mà kiếm hoài không ra. Chà, dữ vậy hả? Dạ. Nếu vậy thì bây giờ Dượng muốn xem cái con thần kê chiến kê gì của con, được không? Dạ được. Dượng đợi con chút nghe. Em nghe tao. Mày đi mua thức ăn gà liền cho tao.
ngay bây giờ. Dạ. Nhớ là đi phía sau chuồng bò đó nghe. Em biết rồi. Dạ, con mời giữ. Con phải thuê người làm phụ con hả? Ờ, dạ. Con thì đi miết nên cần có người phụ. Nói chung là chăm sóc cho gà, rồi mua đồ ăn cho mấy con gà. Đủ thứ hà mà lằn hết Dượng ơi. Mấy cái chuyện ở trước đây con Quý làm hết hả con? Ờ, đúng rồi đó Dượng, con Quý làm hết đó. Vậy mà Dượng hỏi nó, nó nói không biết gì hết, giống như là nó chưa từng làm chuyện đó bao giờ. Ờ, nó thì cũng không có thích làm mấy cái chuyện này, nên Dượng hỏi nó không có muốn nói thôi. À, vậy hả? Cái con bé mà con thuê làm á, nó tên là Sushi đúng không? Ờ, sao Dượng biết hay vậy? Con Quý nói với Dượng. À, vậy mà Dượng cũng nhớ tên hay thiệt. Cái tên Sushi ngồi ngộ đó làm cho Dượng nhớ tới cô ba của con. Trước đây cô ba của con rất thích cái bông sushi màu vàng ngọc nhạn. Ờ, vậy hả Dượng? Con thì không nghe cô ba nói gì hết. Con Quý nó còn không biết cô ba thích gì, làm sao mà con biết được chứ. Ờ, gần tới rồi đó Dượng. Mấy con chiến kê của con ở trong này nè. Ủa, con Sushi đâu, Dượng muốn gặp nó một chút. Ừ, con kêu con Sushi đi mua thức ăn cho gà rồi Dượng. Ờ, vậy hả? Tiếc quá ha. Con gái mình biết chăm gà chắc cũng không phải dạng vừa đúng không? Dạ. Công nhận hàng của Tí Dẹo đợt này chất thiệt chứ. Chất thì mới lấy chứ mày. Nhưng mà như vậy thì tội nghiệp cho Tính Râu với Khánh Trọc quá. Cờ trong tay ai thì người đó phất thôi mày ơi. Nếu không có Tí Dẹo, liệu Khánh Trọc với thằng Tính Râu có sống nổi với thằng Hai Sơn không? Bữa nay cậu Tư coi kỹ dữ ha. Tùy duyên chứ, duyên này phải kỹ mới được. Bữa nay tôi lấy viên này. Bái phục cậu Tư. Viên này 500. Sao cao quá vậy? Ừ, bảo đảm cậu nghe, cả tháng nay ở cái chợ này không có bối ra được viên nào chất như viên này. Có một cái là tôi gọi cho cậu liền đó. Tư Tây rất mề đá, bảo đảm với cậu thấy viên đá này là ok ngay, không là tôi chịu thua liền. Anh bán giùm Tí Dẹo đúng không? Thì cậu cứ coi như là hàng của tôi đi. Tôi muốn gặp Tí Dẹo. Hơi căng. Chỉ là có chút chuyện riêng chứ không liên quan gì tới đó. Nhưng mà nó không chịu gặp cậu đâu. Thì anh cứ nhắn là Tự Đô muốn gặp, thử coi sao. Tôi bảo đảm với cậu là Tí Dẹo sẽ không gặp. Nó sợ bị xử lắm. Vậy thì thôi. Vậy chốt lại là cậu lấy viên này hả? Sao rồi? Tư Đồn nói gì có lấy đúng một viên 500 chai. Thằng này được đó. Nó nói là nó muốn gặp mày. Không được, tao nói cho mày biết, mày tính sao thì tính. Lát nữa tụi nhỏ sẽ đem tiền vô. Dĩ nhiên là đã trừ tiền hoa hồng rồi. Má nó, mày quản lý ra sao mà bọn nó bán đá ào ào ngoài chợ vậy? Đứa nào bán, ông nói tôi nghe. Tụi đâu nào ngoài chợ, biết thằng nào là thằng nào, chỉ nói là lính của tao thôi. Vậy thì đừng có hạch hoẹ khi không có bằng chứng. Tao nói để mày tích cực quản tụi nó hơn. Ý
nghĩ ông nói là tôi làm biết cái gì. Thử không có thằng này ở đây một ngày coi, tụi thằng tính đâu sẽ là ngược thế cờ liền. Nó cũng biết thân phận của nó, chứ dám hả? Năm Thà đang ở đây đó. Tao biết, nó vẫn mua hàng như mọi khi thôi. Đá không chất nó cũng hốt, chứng tỏ là nó đang ủ mưu chơi lại tụi mình. Phải xử nó thôi. Nó không là cái thái gì ở đây hết. Nó chỉ bị quạt đứng sau tính trồng chứ ai. Công việc của mày là chỉ quản lý đám phu thôi, chỉ vậy thôi. Ê mày, ông là đồ chó hả? Ông tính phá hết mọi kế hoạch của tôi hả? Kế hoạch con mẹ gì? Thì tao hết tiền tôi xin thôi. Tại ông nhắc con Sushi, cho nên ông Bảy Quang mới qua tìm nó đó. Đồ phá hoại. Tao lỡ miệng thôi mà. Chắc chắn Bảy Quang đã nghi ngờ rồi. Trước sau gì cũng lộ thôi. Tới lúc đó hả, thì không có sơ mối gì hết. Bực mình à. Nếu mày sợ á, thì mày đẩy con Sushi đi đi. Tôi muốn nó biến lâu rồi. Tại ông Sang nè. Gì? Cứ giữ nó lại vì mấy con gà. Mẹ mẹ mày đi. Tôi tính hết rồi, nhưng mà chưa tới lúc thôi. Ai dè ông xuất hiện sớm quá. Cũng may là ông chưa thấy mặt nó, không thì tiêu hết rồi. Ông tính cách nào? Nói tôi nghe với. Không có đói gì hết. Chừng nào xong thì hẳn hay. Làm trong nay mai thôi đó. Trời ơi, tao thấy tội ông Sushi quá mày. Trời. Tội? Tội lỗi xuống sông hết tội. Mẹ ông làm như ông từ bi hỷ xả lắm vậy hả? Nè, từ nay trở đi á, đừng có mà kiếm chuyện qua đòi tiền tôi nữa nha. Nó hên xui à? Ông nói cái gì? Thì tao nói hên xui à. Mẹ, ông có tin tôi giết ông không? Trời đánh, tránh bữa ăn cho mày. Ông liệu hồn đó. Nó em mình, nó như ông nội mình vậy đó. Mấy anh là dân kỳ cựu ở bãi đá này, chắc biết nhiều chuyện đời ở đây hả? Còn tôi muốn hỏi gì? Mấy anh biết anh em út lớn với út nhí không? À, hai thằng đó thì biết. Một thằng thì chết, còn một thằng sống, nhưng bỏ xứ đi lâu rồi. Sao út nhí chết? Ngày nào mà không có dân đầu đá chết thì đủ thứ chuyện. Nào là sập hầm, sốt rét, tranh giành lãnh địa, rồi cờ bạc, thịt nhau. Nhưng đứa nào chết thì cũng có lý do hết. Chỉ có thằng Út Nhí á, chết thảm mà không ai biết tại sao hết. Nó là thằng con nít, đi bán trà đá với thuốc lá dạo mà. Nghèo rớt mông tơi luôn, mà nó bị giết. Vậy mới tội chứ. Hai ông sai rồi. Thằng Út Nhí không hề nghèo. Tào lâu, chứ nó giàu chỗ nào? Nó từng nhờ tôi chở đi bán đá. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Tiền bán đá được, nó đều gửi hết cho thằng Út lớn. Vụ này tao không biết thiệt à? Vậy mới nói dân xe ôm như tôi hả? Chạy ở trong bụng của thiên hạ mà. Vậy theo anh, sao ông Nhí bị giết vậy? Cũng vì tiền hay vì đá thôi. Nói như mày, ai mà không nói được. Vậy thì thôi, tôi không nói nữa. Vậy còn ông lớn thì sao? Nó bỏ xứ đi lâu lắm rồi. Mà sao cậu tự quan tâm đến nó vậy? Tôi biết một người tên là Nhu Lì. Có thể đó là Út lớn. Tại vì tôi tính hợp tác làm ăn, cho nên tôi phải tìm hiểu. Làm ăn với cậu Tư chắc không phải là tay mơ. Tiền chắc cũng phải lửng túi. Nếu là Út lớn thì nó làm gì có tiền nhiều như vậy? Mày nói rằng là Út Dí luôn gửi tiền kiếm được cho Út lớn, biết làm ăn thì tiền để ra tiền mấy hồi, đúng không? Ủa, mà thằng Nhu Lì nó hùng hợp làm gì vậy cậu? À, mở nhà hàng với lại ba thôi. Dừng chơi dữ ha. Thằng Út lớn mà. Hai anh em nó thật rảnh lắm. Sao nay giờ nó bảnh bao dữ vậy ta? Đúng là nó rồi.
giàu vậy mà không về quê xây lại cái mộ cho thằng Út Nhí đàng hoàng. Thằng đúng là tệ. Mà ở xứ này đâu có ai tệ với nó đâu, mà sao tự nhiên đi mất tiêu vậy? Không phải, chắc cái chết của thằng em nó ám ảnh cái gì. Liệu nó có liên quan gì không vậy? Câu hỏi này khó à. Hồi nào giờ người ta đồn cái chết của Út Nhí có liên quan tới Hai Sơn. Mặc dù lúc đó Hai Sơn đã cầm cái gì của Út Nhí. Cũng vì lời đồn đó cho nên là Hai Sơn lấy cớ để bỏ gì của thằng Út Nhí. Vì nó tức quá sinh bệnh tâm thần luôn. Người sống mà thằng Út nó còn không quan tâm, nói chi là xây mồ mã cho người đã chết. Tâm thần đâu mà tâm thần, lâu lâu chỉ lên cơn một chút thôi. Dù sao á thì cũng không được bình thường như trước nữa. Tóm lại, nếu làm ăn với thằng Út lớn thì cậu phải cẩn thận, vì thằng đó không có trước sau gì hết. Cảm ơn mấy anh đã trò chuyện với tôi. Mời mấy anh vô nè.